Trong quá trình tháo dỡ đập tạm ngăn mặn tại thượng nguồn sông Ba Lai, đoạn địa bàn xã Phú Đức và Tân Phú, huyện Châu Thành, Bến Tre, đơn vị thi công đã gây sạt lở làm ảnh hưởng đến sản xuất đi lại của người dân. Chủ đầu tư và đơn vị thi công đã khẩn trương gia cố và khắc phục các vị trí sạt lở, đảm bảo lưu thông và bảo vệ diện tích đất sản xuất của người dân. Công trình đập tạm ngăn mặn trên thượng nguồn sông Ba Lai được triển khai nhằm ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn vừa qua trên địa bàn huyện Châu Thành, Bến Tre. Đến tháng 5, công trình này bắt đầu được tháo dỡ để khai thông lại dòng chảy, hoàn trả lại lòng sông và mặt bằng hai bên vai đập. Tuy nhiên, trong quá trình tháo dỡ đã gây sạt lở hai bên vai đập. Trước kia thì không có bị sạt lở, nhưng từ khi làm cái đập này thì khi mà nhổ sắt lên thì nó bị sạt lở, ảnh hưởng vườn sầu riêng của tôi. Nhờ cái cấp trên, cái chính quyền để tên để cái khắc phục để cái sạt lở để cho bà con người ta để ra mùa nước nó sắp tới. Rồi nếu mà để nó tàn ngập lỡ thì tội nghiệp cho bà con lắm, bị gì mùa mặn đã qua rồi, đã chết rồi, nhưng mà giờ tới mùa nước nó chết nữa thì tội nghiệp cho bà con. Theo đánh giá của chủ đầu tư, nguyên nhân sạt lở là do bờ bao chống tràn khu vực đập tạm Tân Phú được đắp bằng đất tại chỗ, độ kết dính rất kém, lại đắp chồng lên nền đất yếu, hình thành bởi phù sa non nên dễ xảy ra sạt trượt. Chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung nguồn lực để khắc phục. Trong quá trình triển khai thì nó tiếp tục nó phát sinh là coi như là nó sạt lở tiếp, bởi vì cái nền là yếu, thứ hai nữa là nước nó dâng cao mà hạ đắp gấp á, thì coi như chất tải lên càng là nhiều tải thì nó càng tụt xuống, cho nên là giãn dài thời gian ra đóng cừ bổ sung. Đơn vị thi công cũng đã tập trung mọi cái nỗ lực diện để tài chính và lực lượng để thực hiện cái công việc này, để trong tháng 8 này là phải xong hoàn tất cái công việc này. Người dân hai xã Tân Phú và Phú Đức, huyện Châu Thành mong muốn các ngành chức năng sớm khắc phục tình trạng sạt lở, làm lại đường bê tông để người dân đi lại. Nhất là sớm đắp xong đoạn đê bị sạt lở, bởi triều cường đang ngày càng dâng cao, gây ngập úng cho các diện tích đất trong đê.